Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở kênh Bóng Đá Hot. Trước khi đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng điểm qua những tin chính có trong ngày. Thắng thuyết phục trước đội Nhật Bản, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói một câu thâm thúy, người hâm mộ mắt mặt. Vâng thưa quý vị, chiều 31 tháng 5, đội tuyển U17 Việt Nam có trận đấu giao hữu thứ ba trong đợt tập huấn tại Hamamatsu, Nhật Bản. Trước quân xanh đại học Tokoha được đánh giá cao hơn so với đối thủ ở trận giao hữu đầu tiên. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục thể hiện sự tiến bộ với lối chơi mạch lạc, kiểm soát bóng tốt và giành chiến thắng 3-1. Với mục đích kiểm tra, đánh giá kết quả tập luyện trong những ngày vừa qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tận dụng tối đa quyền thay người trong trận đấu này, đồng thời từng bước định hình bộ khung chính với những nhân tố đang có sự thể hiện tốt nhất ở các vị trí. Ở hiệp đấu đầu tiên, U17 Việt Nam chủ động nhập cuộc với sự điềm tĩnh và ưu tiên sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự. Với lối chơi kỷ luật, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không những hóa giải thành công các pha lên bóng của đội bạn mà còn có bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 sau pha dứt điểm cận thành của tiền vệ Vi Đình Thượng. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1. Sang hiệp 2, sau những nỗ lực dâng cao tấn công của Đại học Tokoha đã giúp họ có được bàn gỡ hòa một đều. Tuy nhiên điều này cũng không giúp đội chủ sân Miyakoda đảo ngược được cục diện trước sự hưng phấn của các cầu thủ U17 Việt Nam. Trong những phút còn lại, U17 Việt Nam duy trì sự lấn lướt trên sân và có bàn thắng vượt lên dẫn 2-1 khi tiền đạo công hậu thoát xuống đón đường truyền của Long Vũ trước khi hạ thủ thành Đại học Tokoha bằng pha dứt điểm trong vòng cấm. Cũng chính Long Vũ ghi dấu ấn ở bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 với pha trồng biên và căng ngang cho công phương lập công. Như vậy U17 Việt Nam đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong đợt tập huấn tại Nhật Bản. Tuy nhiên với tính chất của trận giao hữu cọ sát thì kết quả thắng thua không được xem là thước đo toàn diện về chuyên môn đối với một đội bóng. Điều quan trọng là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra những thử nghiệm, đã kiểm tra đánh giá được phần nào về ưu nhược điểm của các học trò, từ đó có sự điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu chính là vòng chung kết U17 châu Á 2023. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khen ngợi các học trò đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời, bên cạnh sự tập trung, kỷ luật. Chúc mừng các cầu thủ đã có trận đấu hay đúng với mục tiêu đề ra. U17 Việt Nam thi đấu với tinh thần tuyệt vời, tuân thủ đấu pháp và triển khai bóng rất kỷ luật. Chúng tôi sẽ còn 5 ngày tập huấn hồi phục cho trận tiếp theo gặp Đại học Shizuoka ngày 2 tháng 6. Ông Tuấn cho biết thêm, đã đến với sân chơi châu Á thì không có trận nào hay bảng nào là dễ, nhưng khó cho mình thì cũng khó cho người ta. Chính vì vậy chúng ta phải tự tin. Đây là bóng đá trẻ, phải có những trận đấu lớn thì các cầu thủ trẻ mới nhanh tiến bộ. Điều kiện của chúng ta khó khăn hơn nhiều quốc gia trong khu vực, nhưng cầu thủ của Việt Nam có tố chất rất tốt. Những lời nhận xét của vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vô cùng sâu sắc và thấm thía. Vậy chúng ta, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, hãy tự tin, kỳ vọng vào cái duyên mắt tay của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với bóng đá trẻ Việt Nam. Điều này đã cụ thể hóa bằng chiến thắng đưa U19 Việt Nam lọt vào bán kết U19 châu Á 2016 và giành vé vào vòng chung kết U20 World Cup 2017. Đây cũng là lần đầu tiên một đội bóng 11 người của Việt Nam được tham dự một kỳ World Cup trong lịch sử. Trước đó ở giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2015, ông và các học trò cũng lọt vào tới trận chung kết của giải đấu và chỉ để thua đối thủ truyền kiếp là U19 Thái Lan. Ở giải đấu một năm sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để thua nhà vô địch U19 Australia ở bán kết và giành huy chương đồng sau khi thắng U19 Timor-Leste ở trận tranh hạng bà. Với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, đa phần những ai đã từng tiếp xúc đều có thể nhận ra đấy là một con người rất nguyên tắc, thậm chí đến mức cứng nhắc. Không ít lần ông Tuấn công khai chê trách các học trò trước truyền thông sau thất bại hoặc những cầu thủ vi phạm kỷ luật có thể bị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn loại bỏ không thương tiếc. Ví dụ như tại vòng chung kết U18 Đông Nam Á năm 2019, U18 Việt Nam khi đó bị loại từ vòng bảng, đỉnh điểm còn để thua cả U18 Campuchia. Ông Tuấn đã lập tức xin từ chức và tuyên bố đầy tức giận. Đội đã thất bại, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi nghĩ với tầm vóc của bóng đá Việt Nam so với khu vực, thành tích phải cao hơn. Thất bại của U18 Việt Nam không chỉ là chuyên môn, thua U18 Campuchia không phải là lý do lớn nhất. Thất bại đó còn là vì tư cách đạo đức của cầu thủ kém, khi tôi chỉ làm thầy của họ trong một khoảng thời gian thì rất khó. Tôi cần thời gian cả một quá trình. Lứa cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu thì tôi làm tới 3-4 năm. Với từng ấy thời gian, tôi có thể truyền đạt, tư vấn, giáo dục cho họ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không bao giờ thỏa hiệp với những gì vi phạm nguyên tắc của mình. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Ông sẽ đề ra những nguyên tắc gắt gao cho học trò cả về đạo đức, tinh thần, lẫn thể lực, chuyên môn. Ông Tuấn cho rằng tài năng bóng đá Việt Nam là không thiếu. Nhưng thiếu ở cách làm, nó không có đồng bộ trên diện rộng, khi chỉ tập trung vào một số địa phương hoặc trung tâm. Đó cũng là thiệt thòi cho các cầu thủ trẻ, vì họ không có những sân chơi, môi trường tập luyện để nâng cao khả năng chuyên môn của mình. Đầu tiên đầu tư không đúng mức từ câu lạc bộ. Có thể thấy điều này ở hệ thống giải vô địch quốc gia, khi giải hạng nhất 2023 chỉ có 10 đội, còn V-League 2023 thì là 14 đội. Với hình tháp ngược này, cầu thủ trẻ ít được thi đấu ở giải vô địch quốc gia thì làm sao phát triển tốt để cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Ở các nước tiên tiến, cầu thủ mỗi năm đá 30 đến 40 trận, còn cầu thủ Việt Nam mỗi năm đá được 26 trận ở V-League, cộng thêm vài trận nữa ở cúp quốc gia thì làm sao đủ kinh nghiệm thi đấu. Đã vậy các cầu thủ trẻ lại hiếm khi được ra sân. Như đội trưởng U20 Việt Nam, tiền vệ Khuất Văn Khang không được câu lạc bộ Việt theo đăng ký thi đấu trong 4 trận đầu tiên ở V-League 2023. Vì vậy khi lên đội tuyển quốc gia, họ thua thiệt hơn đội tuyển các nước khác là chuyện đương nhiên. Kế đến bóng đá cần thể chất và thể hình, nhưng cầu thủ Việt Nam không có hai điều đó và đó là sự thua thiệt. Cầu thủ Việt Nam bộc lộ sự nhanh nhẹn, khéo léo rất sớm nên khi thi đấu quốc tế ở các cấp độ U15, U17, U19, khoảng cách về trình độ không lớn, nhưng ở cấp độ lớn hơn thì khoảng cách giữa cầu thủ Việt Nam với các nước bắt đầu có sự chênh lệch rất lớn. Thời gian qua rất nhiều câu lạc bộ không đủ tài chính để hoạt động phải giải tán và bỏ giải. Để phát triển chuyên môn của các cầu thủ trẻ, không có cách nào khác là phải có nhiều giải đấu dành cho các lứa U. Nhưng không có nhà tài trợ thì làm sao tổ chức được nhiều giải đấu cho các cầu thủ trẻ thi đấu và cọ sát. Do đó chúng ta phải ngồi lại tìm ra phương án để làm sao có thêm những giải đấu trẻ để tăng số lượng trận đấu cho các cầu thủ trẻ. Thể thức thi đấu cũng phải thay đổi để làm sao các cầu thủ trẻ được đá nhiều hơn. Cái thiếu nhất của bóng đá Việt Nam là cơ sở vật chất. Ở đây không nói về sự hoành tráng mà chỉ nói về sự đầy đủ của sân bãi tập luyện, trang thiết bị. Chuẩn bị cho hai trận gặp Hồng Kông và Syria vào tháng 6 tới đây, huấn luyện viên Philip Chuzer đã có trong tay danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam với 30 cầu thủ. Để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu vào tháng 6 tới đây, huấn luyện viên Philip Chuzer đã công bố danh sách sơ bộ bao gồm 30 cầu thủ. Đáng chú ý, ba cái tên đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng, Quang Hải và Văn Toàn đều được chiến lược gia người Pháp triệu tập ở đợt tập trung lần này. Văn Toàn là cầu thủ duy nhất thi đấu thường xuyên ở Seoul Island khi xuất ngoại. Quang Hải không được đá cho đội 1 bao FC từ hôm 18 tháng 2, còn Công Phượng chưa có trận thi đấu chính thức đúng nghĩa cho Yokohama FC. Huấn luyện viên chưa Dơ từng gặp trực tiếp Quang Hải ở Pháp đầu tháng 2 sau trận bao FC gặp Paris FC. Trong khi đó Công Phượng và Văn Toàn chưa có cơ hội. Công Phượng thừa nhận có thể khó trở lại đội tuyển vì ít được thi đấu ở câu lạc bộ. Còn Văn Toàn sẵn sàng thích ứng với lối chơi mới của huấn luyện viên Chuzer. Lịch FIFA đợt này bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 6. Quang Hải dự kiến về nước sau khi Pau FC gặp KN ở vòng cuối League 2 vào tối mùng 2 tháng 6. Trong khi đó, Công Phượng và Văn Toàn dự kiến về đúng lịch. Cùng ngày 11 tháng 6, Yokohama FC gặp Urawa Reds ở vòng 17 J-League 1, còn Seoul Island thì gặp Seong Nam ở vòng 16 K-League 2. Bên cạnh đó, những ngôi sao đang thi đấu trong nước như Tiến Linh, Văn Quyết, Văn Lâm, Quế Ngọc Hải hay Hùng Dũng vẫn có mặt. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 7 tháng 6 sau khi vòng 11 V-League 2023 khép lại. Trong dịp FIFA Day này, thầy trò huấn luyện viên Chua Dơ sẽ có hai trận giao hữu với Hồng Kông Trung Quốc và Syria. Ngày 15 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ đọ sức với Hồng Kông trên sân lạch trai Hải Phòng và 5 ngày sau là màn so tài cùng Syria tại chảo lửa thiên trường của Nam Định nội dung trên đây cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những video trên kênh bóng đá hot xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo